Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Năm thứ 23 đời Joash, con trai Achazia vua Juda, thì Joacha con trai Jehu lên ngôi làm vua Israel tại Samari, người cai trị 17 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước làm theo các tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, người chẳng bỏ tội ấy. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Israel. Ngài phó chúng vào tay Hazael vua Syri và Ben-hadad con trai Hazael trọn trong lúc đó. Joacha cầu xin Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va nhậm lời người, bởi vì Ngài thấy vua Syri hà hiếp dân Israel là cách nào. Đức Giê-hô-va ban cho Israel một người giải cứu. Dân Israel được thoát khỏi dưới tay dân Syri và được ở lại trong trại mình như trước. Dầu vậy, chúng không từ bỏ tội của nhà Jeroboam là tội người đã gây cho Israel phạm tội. Chúng cứ phạm tội đó, đến đổi hình tượng ác tặc tê còn đứng tại Samari. Trong cả cơ binh của Joacha, Đức Chúa Trời chỉ chừa lại cho người 50 lính kỵ, 10 cỗ xe và 10.000 lính bộ. Vì vua Syri có diệt quân Israel và nghiền nát chúng như bụi trong sân đạp lúa. Các chuyện khác của Joacha, những công việc người làm và sự mạnh dạn người, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joacha an giấc cùng các tổ phụ mình và người ta chôn người tại Samari. Joash, con trai người, kế vị người. Năm thứ 37 đời Joash vua Juda, thì Joash con trai Joacha lên ngôi làm vua Israel tại Samari và người cai trị 16 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội, mà cứ làm theo. Các chuyện khác của Joash, mọi công việc người làm, thế nào người đánh giặc cùng Amasia vua Juda và sự mạnh dạn người làm sao, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joash an giấc cùng các tổ phụ người, rồi Jeroboam kế vị người. Joash được chôn tại Samari chung với các vua Israel. Elishe đau bệnh, tại bệnh ấy người phải chết. Joash vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng: hỡi cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elishe bèn nói với người rằng: hãy lấy cung và tên. Joash lấy cung và tên. Elishe lại nói với vua Israel rằng: hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung. Rồi Elishe đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng: hãy mở cửa sổ về phía đông. Joash bèn mở cửa ra. Elishe lại nói: hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elishe tiếp rằng: ấy là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cái tên thắng hơn dân Syri, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syri tại A-phét đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Elishe tiếp rằng: hãy lấy tên. Joash bèn lấy tên. Elishe lại nói rằng: hãy đập xuống đất. Joash đập 3 lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng: nếu vua đã đập 5-6 lần thì mới đánh dân Syri cho đến tận diệt, nhưng rài vua sẽ đánh dân Syri 3 lần mà thôi. Elishe qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau, có đoàn quân Moab toan vào xứ. Vả, xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liệng thay vào mồ Elishe. Kẻ chết vừa đụng hài cốt Elishe thì sống lại và đứng dậy. Trọn đời Joacha, Hazael vua Syri có hà hiếp dân Israel, nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đoái xem họ, vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Ngài không muốn diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay. Hazael
vua Syria băng hà. Ben-Hadad, con trai người, kế vị người. Joash, con trai Joacha, lấy lại khỏi tay Ben-Hadad, con trai Hasael, các thành mà Ben-Hadad đã đánh lấy được của Joacha, cha người. Joash đánh Ben-Hadad 3 lần và khôi phục các thành của Israel. Chương 18. Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cedron. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Và Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giê-xu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giê-xu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: chính ta đây. Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu phán chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: tìm Giê-xu người Nazareth. Đức Chúa Giê-xu lại phán: ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Mang Chu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán cùng Phi-e-rơ rằng: hãy nạp gươm ngươi vào vỏ. Ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao? Bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giu-đa bắt Đức Chúa Giê-xu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến An-ne, vì người này là ông gia Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Cai-phe là người đã bàn với dân Giu-đa rằng: thà một người chết vì dân thì ít hơn. Simon Phi-e-rơ với một môn đồ khác theo sau Đức Chúa Giê-xu. Môn đồ đó có quen với thầy cả thượng phẩm, nên vào với Đức Chúa Giê-xu trong sân thầy cả thượng phẩm. Song Phi-e-rơ đứng ngoài gần bên cửa. Môn đồ kia, tức là người quen với thầy cả thượng phẩm, đi ra nói cùng người đàn bà canh cửa, rồi đem Phi-e-rơ vào. Bây giờ con đòi đó, tức là người canh cửa, nói cùng Phi-e-rơ rằng: còn ngươi cũng là môn đồ của người đó phải chăng? Người trả lời rằng: ta chẳng phải. Các thầy tớ và kẻ sai vì trời lạnh nhúng một đống lửa, rồi đứng gần một bên mà sưởi. Phi-e-rơ đứng với họ và cũng sưởi. Vậy thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Giê-xu về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chứ ta chẳng từng nói chín giấu điều gì. Cớ sao ngươi gạn hỏi ta? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Ngài đương phán như vậy. Có một người trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng: ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem. Nhược bằng ta nói phải, làm sao ngươi đánh ta? Anh-ne bèn sai giả Đức Chúa Giê-xu vẫn bị trói đến Cai-phe là thầy cả thượng phẩm. Vả lại, Simon Phi-e-rơ đương đứng sưởi đằng kia, thì có kẻ hỏi người rằng: còn ngươi, ngươi cũng là môn đồ người phải không? Người chối đi mà trả lời rằng: ta không phải. Một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, bà con với người mà Phi-e-rơ chém đứt tai, nói rằng: ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao? Phi-e-rơ lại chối một lần nữa, tức thì gà gáy. Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án, bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế và cho được ăn lễ vượt qua. Vậy Phi-lát bước ra, đi đến cùng chúng mà hỏi rằng: các ngươi kiện người này về khoản gì? Thưa rằng: ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan. Phi-lát bèn truyền cho chúng rằng: các ngươi hãy tự bắt lấy người và xử theo luật mình. Người Giu-đa thưa rằng: chúng tôi chẳng có phép giết ai cả.
ấy là cho được ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêsu đã phán để chỉ về mình phải chết cách nào. Phi-lát bèn vào trường án, truyền đem Đức Chúa Giêsu đến mà hỏi rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi nói điều đó tự ý mình, hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta? Phi-lát trả lời rằng: nào có phải ta là người Giu-đa đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta, vậy ngươi đã làm điều gì? Đức Chúa Giêsu đáp lại rằng: nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa. Nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi-lát bèn nói rằng: thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời, ta là vua. Này, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Nhưng các ngươi có lệ thường, hễ đến ngày lễ vượt qua thì ta tha cho các ngươi một tin tù. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Chúng bèn kêu lên nữa rằng: đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba. Và Ba-ra-ba là một kẻ trộm cướp. Thi Thiên 119. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các giường mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn. Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài, xin dạy tôi các luật lệ Ngài. Tôi lấy môi thuật lại các mạng lệnh miệng Chúa phán ra. Tôi vui mừng về đường chứng cớ Chúa như thể vui mừng về của cải hiếm hiểm. Tôi sẽ suy gẫm về giường mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa. Tôi ưa thích luật lệ Chúa, sẽ chẳng quên lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa sả, hay lầm lạc các điều răn Chúa. Xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và sự khinh dễ vì tôi gìn giữ các chứng cớ của Chúa. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi, song tôi tới Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi. Linh hồn tôi dính vào bụi đất, xin hãy khiến tôi sống lại tùy theo lời Chúa. Tôi đã tỏ với Chúa đường lối tôi, Chúa bèn đáp lời tôi. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giường mối Chúa, thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa. Linh hồn tôi vì ưu sầu chảy tuôn giọt lệ. Xin hãy làm cho tôi vững bền tùy theo lời Chúa. Xin hãy giang xa tôi con đường dối trá, làm ơn cho tôi biết luật pháp Chúa. Tôi đã chọn con đường thành tín, đặt mạng lệnh Chúa trước mặt tôi. Tôi chiếu mến các chứng cớ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ cho tôi bị hổ thẹn. Khi Chúa mở rộng lòng tôi, thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường luật lệ Chúa, thì tôi sẽ giữ lấy cho đến cuối cùng. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Xin hãy khiến tôi đi trong đường điều răn Chúa, vì tôi lấy làm vui vẻ tại đó.
xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chứ đừng hướng về sự tham lam. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. Xin Chúa làm ứng nghiệm lời Chúa cho kẻ tôi tớ Chúa, tức là kẻ kính sợ Chúa. Xin hãy cất khỏi tôi sự sỉ nhục mà tôi sợ sệt, vì mạng lệnh Chúa là tốt lành. Kìa, tôi mong ước các giường mối Chúa. Xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài đến cùng tôi, tức là sự cứu rỗi của Ngài tùy lời phán Ngài. Vậy, tôi sẽ có thế đáp lại cùng kẻ làm sỉ nhục tôi, vì tôi tin cậy nơi lời Chúa. Xin chớ cất hết lời chân thật khỏi miệng tôi, vì tôi trông cậy nơi mạng lệnh Chúa. Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi cũng sẽ bước đi thong dong vì đã tìm kiếm các giường mối Chúa, cũng sẽ nói về chứng cớ Chúa trước mặt các vua không phải mất cỡ chút nào. Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa là điều răn tôi yêu mến. Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến và suy gẫm các luật lệ Chúa. Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, vì Chúa khiến tôi trông cậy. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Kẻ kiêu ngạo nhạo báng tôi nhiều quá, nhưng tôi không xây bỏ luật pháp Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nhớ lại mạng lệnh Ngài khi xưa nên tôi được an ủi. Nhưng vì kẻ ác bỏ luật pháp Chúa, cơn giận nóng nảy hãm bắt tôi. Các luật lệ Chúa làm bài hát tôi tại nhà tôi ở làm khách lạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, ban đêm tôi nhớ lại danh Ngài, cũng gìn giữ luật pháp Ngài. Phần tôi đã được là vì tôi có gìn giữ các giường mối Chúa. Đức Giê-hô-va là phần của tôi. Tôi đã nói sẽ gìn giữ lời Chúa. Tôi đã hết lòng cầu khẩn ơn Chúa. Xin hãy thương xót tôi tùy lời của Chúa. Tôi tư tưởng về đường lối tôi, bèn trở bước tôi về chứng cớ Chúa. Tôi lật đật, không chậm trễ mà gìn giữ các điều răn Chúa. Dây kẻ ác đã vương vấn tôi, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Nhưng vì các mạng lệnh công bình của Chúa, tôi sẽ thức dậy giữa đêm đặng cảm tạ Chúa. Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa và của mọi kẻ giữ theo các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã hậu đãi kẻ tôi tớ Ngài tùy theo lời của Ngài. Xin hãy dạy tôi lẽ phải và sự hiểu biết, vì tôi tin các điều răn Chúa. Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. Chúa là thiện và hay làm lành. Xin hãy dạy tôi các luật lệ Chúa. Kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối hại tôi. Tôi sẽ hết lòng gìn giữ giường mối của Chúa. Lòng chúng nó dày như mỡ, còn tôi ưa thích luật pháp của Chúa. Tôi đã bị hoạn nạn, thật lấy làm phải, hầu cho học theo luật lệ của Chúa. Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hàng ngàn đồng vàng và bạc. Bàn tay Chúa đã làm tôi và nắn hình tôi. Xin hãy ban cho tôi trí hiểu để tôi học điều răn Chúa. Những người kính sợ Chúa thấy tôi sẽ vui vẻ vì tôi trông cậy lời của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi sự thành tín mà Ngài làm cho tôi bị khổ nạn. Chúa ơi, nguyện sự nhân từ Chúa an ủi tôi, y như Chúa đã phán cùng kẻ tôi tớ Chúa. Nguyện sự thương xót Chúa đến cùng tôi để tôi được sống, vì luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ tôi. Song tôi sẽ suy gẫm các giường mối Chúa. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại cùng tôi, thì họ sẽ biết chứng cớ của Chúa. Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa, song tôi trông cậy lời của Chúa. Mắt tôi hao mòn vì mong ước lời Chúa. Tôi nói, bao giờ Chúa sẽ an ủi tôi? Vì tôi trở thành như bầu da bị khói đóng đen, nhưng tôi không quên các luật lệ Chúa. Số các ngày kẻ tôi tới Chúa được bao nhiêu? Chừng nào Chúa sẽ đoán xét những kẻ bắt bớ tôi? Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại tôi,
là việc chẳng làm theo luật pháp của Chúa. Các điều răn Chúa là thành tín. Thiên hạ dùng sự giả dối bắt bớ tôi. Xin Chúa giúp đỡ tôi. Thiếu điều chúng nó diệt tôi khỏi mặt đất. Nhưng tôi không lìa bỏ các giường mối Chúa. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo sự nhân từ Chúa, thì tôi sẽ gìn giữ chứng cớ của miệng Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giường mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giường mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, song luật pháp Chúa lấy làm rộng thai. Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao, trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, vì có gìn giữ các giường mối Chúa. Tôi giữ chân tôi khỏi mọi đường tà để gìn giữ lời của Chúa. Tôi không xây bỏ mạng lệnh Chúa, vì Chúa đã dạy dỗ tôi. Lời Chúa ngọt họng tôi dường bao, thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi. Nhờ giường mối Chúa, tôi được sự thông sáng. Vì vậy, tôi ghét mọi đường giả dối. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Đức Giê-hô-va ơi, tôi bị khổ nạn quá đỗi. Xin hãy làm cho tôi được sống tùy theo lời của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhậm lễ lạc ý của miệng tôi và dạy dỗ tôi các mạng lệnh Ngài. Mạng sống tôi hằng bị cơn nguy hiểm, nhưng tôi không quên luật pháp Chúa. Những kẻ ác gài bẫy hại tôi, song tôi không lìa bỏ giường mối Chúa. Chứng cớ Chúa là cơ nghiệp tôi đến đời đời, vì ấy là sự mừng rỡ của lòng tôi. Tôi chuyên lòng làm theo luật lệ Chúa luôn luôn và cho đến cuối cùng. Tôi ghét những kẻ hai lòng, nhưng yêu mến luật pháp của Chúa. Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, để ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời ta. Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống. Chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy tôi. Xin hãy nâng đỡ tôi thì tôi sẽ được bình an vô sự, cũng thường thường chăm chỉ về các luật lệ của Chúa. Chúa từ chối những kẻ lầm lạc luật lệ Chúa, vì mưu trước chúng nó chỉ là sự giả dối mà thôi. Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như xác bã. Nhân đó tôi yêu mến các chứng cớ của Chúa. Thì tôi rỡn ốc vì sợ hãi Chúa, cũng sợ sự đoán xét của Chúa. Tôi đã làm điều ngay thẳng và công bình. Chớ phó tôi cho kẻ hà hiếp tôi. Xin Chúa làm đấng bảo lãnh cho kẻ tôi tớ Chúa được phước. Chớ để kẻ kiêu ngạo hà hiếp tôi. Mắt tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi và lời công bình của Chúa. Xin hãy đãi kẻ tôi tớ Chúa theo sự nhân từ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Tôi là kẻ tôi tớ Chúa, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa. Phải thì cho Đức Giê-hô-va làm, vì loài người đã phế luật pháp Ngài. Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy, tôi xem các giường mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Chứng cớ Chúa thật lạ lùng, cho nên lòng tôi giữ lấy. Sự bày giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Tôi mở miệng ra thở vì rất mong ước các điều răn Chúa. Xin Chúa hãy xây lại cùng tôi và thương xót tôi, y như thoái thường Chúa đối cùng người yêu mến danh Chúa. Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Xin hãy chuộc tôi khỏi sự hà hiếp của loài người, thì tôi sẽ giữ theo các giường mối Chúa.
xin hãy làm cho mặt Chúa soi sáng trên kẻ tôi tớ Chúa và dạy tôi các luật lệ Chúa. Những suối lệ chảy từ mắt tôi bởi vì người ta không giữ luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là công bình. Sự đoán xét của Ngài là ngay thẳng. Chúa lấy sự công bình, sự thành tín mà truyền ra chứng cớ của Chúa. Sự sốt sắng tiêu hao tôi vì kẻ hà hiếp tôi đã quên lời Chúa. Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tới Chúa yêu mến lời ấy. Tôi nhỏ hèn, bị khinh dễ, nhưng không quên các giường mối Chúa. Sự công bình Chúa là sự công bình đời đời. Luật pháp Chúa là chân thật. Sự gian truân và sự sầu khổ áp hãm tôi. Dầu vậy, các điều răn Chúa là điều tôi ưa thích. Chứng cớ Chúa là công bình đời đời. Xin hãy ban cho tôi sự thông hiểu, thì tôi sẽ được sống. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi hết lòng kêu cầu Ngài. Xin hãy đáp lại tôi. Tôi sẽ gìn giữ luật lệ Ngài. Tôi đã kêu cầu Chúa, xin hãy cứu tôi, thì tôi sẽ giữ các chứng cớ Chúa. Tôi thức trước rạng đông và kêu cầu. Tôi trông cậy nơi lời Chúa. Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra, đặng suy gẫm lời Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, theo sự nhân từ Ngài, xin hãy nghe tiếng tôi. Hãy khiến tôi được sống tùy mạng lệnh Ngài. Những kẻ đeo đuổi sự dữ đến gần, chúng nó cách xa luật pháp của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài ở gần, các điều răn Ngài là chân thật. Cứ theo chứng cớ Chúa, tôi đã biết từ lâu rằng Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Xin hãy xem nỗi khổ nạn tôi và giải cứu tôi, vì tôi không quên luật pháp của Chúa. Xin hãy binh vực duyên cớ tôi và chuộc tôi, cũng hãy khiến tôi được sống tùy theo lời Chúa. Sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn. Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài. Kẻ bắt bớ và kẻ hà hiếp tôi thật nhiều lắm, nhưng tôi không xây bỏ chứng cớ Chúa. Tôi thấy kẻ gian tà bèn gớm ghiếc chúng nó, vì chúng nó không giữ lời Chúa. Xin hãy xem tôi yêu mến giường mối Chúa dường bao. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến tôi được sống tùy sự nhân từ Ngài. Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Những vua Chúa đã bắt bớ tôi vô cớ, song lòng tôi kính sợ lời Chúa. Tôi vui vẻ về lời Chúa khác nào kẻ tìm được mồi lớn. Tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa. Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa 7 lần, vì cớ mạng lệnh công bình của Chúa. Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi có trông cậy nơi sự cứu rỗi của Ngài và làm theo các điều răn Ngài. Linh hồn tôi đã gìn giữ chứng cớ Chúa. Tôi yêu mến chứng cớ ấy nhiều lắm. Tôi có gìn giữ giường mối và chứng cớ Chúa, bởi vì đường lối tôi đều ở trước mặt Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo lời Chúa. Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa, vì Chúa dạy tôi các luật lệ Chúa. Nguyện lưỡi tôi hát sướng về lời Chúa, vì hết thảy điều răn Chúa là công bình. Nguyện tay Chúa sẵn giúp đỡ tôi, vì tôi chọn các giường mối Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi mong ước sự cứu rỗi của Chúa. Luật pháp Chúa là sự tôi ưa thích. Nguyện linh hồn tôi được sống thì nó sẽ ngợi khen Chúa. Nguyện mạng lệnh Chúa giúp đỡ tôi. Tôi siêu lạc khác nào con chiên mất. Xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tới Chúa, vì tôi không quên điều răn của Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế,
luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.